tên là Albert. Tôi 9 tuổi, tôi học lớp 4. Tôi sinh ngày 21 tháng 11 năm 2007. Nhà tôi có 3 người, ba, mẹ và tôi. Khi Albert học cấp 1, khi Albert học cấp 2, khi Albert học cấp 3, khi Albert học cấp 4. Sở thích của tôi là đá banh, đọc sách và chơi iPad. Tôi là người Trung Quốc. Tôi thích ăn sushi. Tôi thích chơi đá banh. Tôi thích đọc sách và xem phim Harry Potter. Ngày lễ tôi thích nhất là Tết. Tôi thích màu xanh dương, màu trắng và màu.